Đây, đây xin giới thiệu cho mọi người, đây là con máy nhận dạng ES728A. Đây mọi người thấy chưa? Rồi. Đây là máy nè. Đầu tiên sẽ giới thiệu cái linh phụ kiện kèm theo của nó ha. Cho mọi người xem thử. Rồi, thì đây là linh phụ kiện kèm theo nè, gồm dây nguồn, đầu anten vệ tinh, cái này là cái ốc để bắt anten IS nha mọi người, bát nè, cầu chì và ốc bắt, đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, tiếp theo đây là cái cọng dây IS nè, và cái anten kèm theo của nó, anten IS, cái này bự quá mình để riêng ở ngoài, không bỏ vô hộp được. Đây là cái anten IS đây, nó khá là dài luôn đó mọi người, khá là dài ha. Đó, đây, tiếp theo là sổ hướng dẫn nè. Đây, đây là cái máy 728A. Hồi hôm trước em livestream em cũng không có review kỹ cho mọi người nữa, hôm bữa đó trời tối quá em không có thấy được, nó bị chá đèn á mọi người, nhìn không có rõ. Đây là ES728A, đây là cái kiểu dáng của máy, nó cũng khá giống với cái máy 1228A, em thấy nó tương tự như vậy á, màu sắc rồi nè, kiểu dáng nó cũng khá tương tự như 1228A, kiểu dáng khá là đẹp ha. Đó, đây mà sao nó jack anten IS nè, anten GPS nè, đây là jack nguồn, đây là jack data để em nạp dữ liệu thôi, mình không có xài cái này. Điện áp sử dụng là từ 10 tới 36V. Model là ES728A, con này của Trung Quốc nha mọi người. Con này của Trung Quốc. Đây, mặt bàn phím là hoàn toàn bằng tiếng Việt hết. Thấy chưa? Các phím là có chữ tiếng Việt hết trơn nè. Cái này là giò cá, cái nút giò cá mình xài không được nha. Có cái ES728A, cái nào có chữ F ngoài sau á nó mới có chức năng giò cá, còn không có chữ F ngoài sau nó không có giò cá được nha, nó chỉ nhận dạng định vị ra thôi. Đó, A là nhận dạng, còn cái C có chữ C ngoài sau là định vị. Đó là ký hiệu mà cơ bản của mấy cái dòng định vị định dạng này đó mọi người. À, cái này là tên tàu rồi nè, nó để ra tiếng Việt hết nên mọi người rất là dễ sử dụng luôn. Phóng to thu nhỏ, đây để mở nguồn cho mọi người xem thử. Mở là mình bấm chữ mở là mở nè, còn muốn tắt thì bấm chữ tắt. Đây, đây là các phím chức năng nè mọi người thấy không. Thì đây là thứ nhất là cái độ nhạy nè, độ sâu nè, rồi thêm cái giò cá là mình không, cái chức năng này mình không có xài được nha. Những cái chức năng này mình chỉ, nó tích hợp cho cái máy giò cá, cái máy mà ES728 mà nó có chữ F mà sao. Thông thường những cái chữ F rồi sao nó có tích hợp chức năng giò cá nó mới xài được những cái chức năng này đó, còn không thì bình thường mọi người chỉ xài được là cái độ nhạy này, mọi người chỉ xài được số 1 thôi đó, những chức năng này là số 1 à. Rồi số 7 là chữ, nó như cái bàn phím mình vậy đó, mình chỉ xài được cái phím với chữ thôi, số với chữ, còn cái chức năng thì mình xài không được. Chức năng để trên đây là xài cho máy giò, còn máy mình nhận dạng không có chức năng giò mình xài không được nha mọi người. Rồi đây là phóng to thu nhỏ nè đó. Rồi. Thì máy này hoàn toàn bằng tiếng Việt hết nên nó khá là dễ sử dụng. Ở đây là cái hải đồ mực nước hiện tại nè. Đây là báo mực nước. Để em thay đổi màn hình thử xem. Ở đây thì chỉ thay đổi màn hình mọi người thấy không? Mình bấm thay đổi màn hình nè. Đó. Di chuyển là đổi màn hình. Tới đây nó có 6 7 8 màn hình. Đây là màn hình vệ tinh nè. Enter. Đó. Rồi. Màn hình thủy chiều nè. Ở đây nó được cái nó tiện. Cái dòng máy này tiện một cái là mọi người có thể thay đổi ra ngoài màn hình thủy chiều luôn. Màn hình thủy chiều nằm ở bên ngoài, mình có thể chọn luôn, mình không cần phải vào menu của những cái máy khác. Thông thường những cái máy là
hai dân rồi này kia thì chúng ta phải vào menu rồi mình vào cái lịch thủy triều rồi mình mới vào cái trang thủy triều được. Đó, thì cái máy này ở đây thì mình chỉ cần là bấm màn hình di chuyển qua cái màn hình thủy triều đây, bấm enter vào nó là vào thủy triều được. Mình xem bản thủy triều ở đây rồi đó, giờ giả về cái màn hình tại qua màn hình thông số đi cho mọi người xem thử cái số lớn ha. Enter đây, cái số nó rất là to luôn nha. Đây mọi người, đây cái màn hình này là 7 inch nè. Nó cái màn hình nó cỡ chiếc 358A luôn, cái số khá là to nên cái này nè. Mọi người yên tâm rồi, màn hình màu đầy đủ. Xài thoải mái luôn. Đó. Thì cái máy này mọi người mua em bảo hành cho mọi người là 12 tháng. Đó. Một đổi một, nếu như máy bị lỗi trong vòng 1 tuần đầu tiên nha. Nếu như 1 tuần đầu tiên mọi người sử dụng mà nó bị lỗi á là bên em sẽ đổi một với mọi người. Đó, đổi máy mới trong vòng tuần đầu tiên. Và trong cái trường hợp mà bị cháy hoặc là bị vô nước này kia nè, hoặc là cái tem bảo hành á mà mọi người bung ốc ra này kia là bên em không có chịu trách nhiệm bảo hành nha. Cái tem này mọi người phải cẩn thận nè. Em dán tem rồi, em ghi ngày tháng lên bảo hành cho mọi người. Em lưu cái mã series máy mọi người lại. Cái series này mọi người thấy không? Mỗi một cái máy nó có một cái series như thế này nè. Là không có cái máy nào có cái mã số giống nhau hết trơn á. Mỗi khi em bán máy cho mọi người là em lưu cái mã số lại. Nên cái việc bảo hành cho mọi người là rất là dễ luôn. Máy ai hư với cảm nhập cái mã số này vô là em biết à. Là bán ngày mấy là em biết liền à. Rồi trong cái trường hợp mà máy bị nước, bị cháy là em không có bảo hành. Cái đó nói trước thì anh em chắc cũng biết rồi. Rồi, nếu như mọi người đặt hàng là bên em là nhận cọc trước rồi bên em mới lên đơn được nha mọi người. Cái này tại vì là cái quy định của công ty rồi nên mọi người thông cảm nha. Bên em nhận cọc trước là 50.000, 100.000, bất cứ cái đơn hàng nào cũng vậy. Cái đơn hàng 200.000 cũng vậy, mà cái đơn hàng mười mấy triệu cũng vậy luôn. Cọc trước 100 cũng được mà 200 cũng được, nếu mọi người tin tưởng thì mọi người cọc hết. Đó, rồi 50.000 cũng được luôn, không có sao. Ở đây là cái thông tin chi cơ bản thôi. Đây em có cái thông số kỹ thuật của nó nè. Thì con máy này là cái màn hình nó 7 inch nha mọi người, màn hình LCD 7 inch nè. Đó, cái cổng thu vệ tinh 12 kênh. Rồi bộ nhớ lưu là 9999 điểm nè. Rồi cái dấu hiệu là 9900 dấu hiệu luôn. Hải trình là lưu được 500 tiếng đường. Thì mỗi một tiếng đường hải trình là có 100 điểm luôn á. Đó, lưu vết là 20.000 điểm. Đó, công suất phát là 5W nè. Đó, công suất phát. Cái công suất phát của nó cũng khá giống như những cái máy khác thôi. 358, 788A nó cũng cỡ à. Cũng như nhau hết. Rồi, kích thước nè. 260, 150, 155. Kích thước chiều dài, chiều ngang. Đó, và cái độ dày đó. Thì cái con này là 2,1 kg. Đây, trọng lượng 2,1 kg. Rồi, điện áp sử dụng là 12-36V. Thì đây là các cái thông tin cơ bản về con máy ES728A. Thì anh em nào mà cần thì mọi người liên hệ trực tiếp với em đi qua số điện thoại là Zalo là 0948909941, điện tử Hàng Hải Hạnh Phúc luôn. Người liên hệ trực tiếp nha, tại vì khi mà mọi người comment xuống bình luận trên YouTube luôn á, cái đó em cái thông báo sao bên điện thoại em thông báo chậm quá trời. Nhà lâu lắm, 1-2-3 tiếng hoặc là nhiều khi cả ngày luôn nó mới báo qua điện thoại. Em mới vào em xem comment của mọi người được đó. Thì đó nó gây cái sự chậm trễ rất là lớn luôn. Thì mọi người cần gì thì mọi người gọi điện trực tiếp cho em qua số điện thoại 0948909941. Rồi lúc đó em sẽ tư vấn trực tiếp cho mọi người luôn nha. Rồi, video của em tới đây là kết thúc nha. Xin kính chào tất cả mọi người. Và chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng. Thật nhiều sức khỏe bên gia đình mình nha. Rồi.